Xin chào cả nhà, đây em mới về được con đồng hồ Casio Lay nha, có đèn tự động nè. Con này là sản xuất tại Thái Lan nha, con này là hàng nội địa Nhật. Size của nó nếu mà đo ngang á, là 41 đó. Đây rất là nhạy luôn nha cả nhà, đèn tự động mặt xanh nè, phong thủy nè, thép đúc nè, đó pin năng lượng bao khỏe luôn, chạy cơ chế là 6 kim và ô điện tử nè, có lịch vạn niên, báo thức, bấm giờ thể thao, xem được giờ thế giới luôn. Đó, rất là nhiều chức năng nha. Nè, bấm giờ thể thao nè. Có chuông báo thức nè. Đó. Xem giờ thế giới, báo thức, chỉnh kim. Đó, rất là đẹp nha. Dây đủ tay 19 luôn. Đó, lâu lâu em mới có nha cả nhà. Full thép luôn, thép đúc nha. Đó, nào anh em tay vừa và tay to vô là hết bài luôn. Đó, full chức năng, pin khỏe luôn nha. Có dạ quang rất là sáng, đèn tự động nè. Đó, còn đây là chỉnh nè. 7 là 7.0 là múi giờ nha cả nhà. Rồi, 39 là số phút nè. 22 là năm 22 tháng 12 ngày 21. Đó, lịch vạn niên luôn nha cả nhà. Rồi em mời cả nhà nha.